Đàm Vĩnh Hưng, vì Hoài Linh nên nhiều lúc thương Dương Triệu Vũ như con trai. Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết chỉ có duy nhất một người là Hoài Linh có thể bắt anh nằm xuống và đánh mà chẳng cần nói bất cứ lý do nào. Tập 3 của chương trình truyền hình Sau Ánh Hào Quang với chủ đề Nước Mắt Ngai Vàng đã lên sóng vào tối ngày 16 tây tháng 10. Trong tập này, MC Trấn Thành được dịp đón tiếp vị khách mời đặc biệt là Đàm Vĩnh Hưng. Được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Việt, nhưng Đàm Vĩnh Hưng thú nhận chỉ mới cảm nhận được sức nặng của tên tuổi vài năm nay. Mr. Đàm thành thật, tôi cảm thấy sức ảnh hưởng từ cái tên của mình có tích cực lẫn tiêu cực. Chính vì thế, nam ca sĩ đã thay đổi từ một kẻ sống bản năng, mặc cho số phận sắp xếp mọi thứ thành người biết trau chuốt và tinh tế hơn. Thế nhưng, mọi sự tỉ mỉ của Mr. Đàm thường bị công chúng đánh đồng với hai chữ chiêu trò và làm lố. Đàm Vĩnh Hưng nói, tôi làm gì cũng bị chửi, nhưng cái tính mình vốn thích rần rần rồi, không bỏ được. Khi Trấn Thành hỏi, anh dùng bao nhiêu phần trăm thời gian để suy nghĩ trước khi phát ngôn? Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết, mình dùng rất ít thời gian khi phản pháo đồng nghiệp. Mr. Đàm bị tổn thương vì tình cảm mình dành cho họ quá lớn, nhưng nhận lại là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Đàm Vĩnh Hưng sẽ sẵn sàng đưa tay ra cào lại nếu bị tấn công, vì nhu cầu phản kháng và muốn người khác biết mình trả đòn như thế nào. Nam ca sĩ kể, mình từng kiếm tài trợ cho show diễn của một nữ ca sĩ, tự chi trả tiền vé và ăn ở để ra tập dượt chương trình, nhưng người đó lại lên báo nói những điều không hay về mình. Tôi không ngu để tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm đó. Ai thương mình một, mình thương lại 10. Ai ghét mình một, mình sẽ ghét lại 100. Đàm Vĩnh Hưng chiêm nghiệm. Đàm Vĩnh Hưng rất sợ mình hết nổi tiếng. Khi mượn tượng cảnh ra đường nhưng chẳng ai xin chụp hình, Mr. Đàm đã khóc. Thế nhưng, đằng sau sự đam mê hào quang là khát khao được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người. Luôn sẵn sàng xù lông, nhưng nào ngờ Đàm Vĩnh Hưng cũng lắm lần vì chữ tình mà nhún nhường chịu thua. Người đó chính là Hoài Linh. Hoài Linh chính là bàn tay đem đến hào quang cho nam ca sĩ. Mr. Đàm cho biết, anh Linh có giận hờn trách cứ bất kỳ điều gì thì Hưng cũng sẽ luôn cúi đầu dạ. Không chỉ là chịu ơn, Đàm Vĩnh Hưng tin tưởng tuyệt đối vào tầm nhìn và cách dạy dỗ của Hoài Linh. Nam ca sĩ tâm tình, ơn của anh Linh lớn đến mức anh có bảo nằm xuống đánh đòn thì Hưng sẽ sẵn sàng làm theo không một thắc mắc. Vị trí đó mãi mãi chỉ thuộc về Hoài Linh mà thôi. Từ ân nghĩa của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng dành thêm tình yêu thương của mình đổ tràn sang Dương Triệu Vũ và cả Hoài Lâm. Nhiều lúc, Hưng thương Vũ và Lâm như những đứa con của mình, ông Hoàng Nhạc Việt tâm tình. Tại chương trình, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gặp lại Vũ Hà, một người bạn thân cũng ồn ào không kém. Dù có chuyện gì xảy ra thì danh sách người ơn của Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ thiếu tên Vũ Hà. Đàm Vĩnh Hưng cầm tay người bạn thân thiết và tuyên bố. Chẳng ai ngờ, chính Vũ Hà là người đầu tiên dẫn dắt Đàm Vĩnh Hưng vào nghề. Ngày ấy, Vũ Hà là một cái tên ăn khách bậc nhất của vũ trường Chamba, luôn chiếm lĩnh giờ vàng 7 ngày trong tuần. Quý mến khả năng của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà đã dắt bạn mình đến giới thiệu với bà chủ. Lúc đó, phong trào ca sĩ ngoài Bắc vào Sài Gòn diễn đang vô cùng sôi động. Vì thế, Vũ Hà buộc bạn mình phải vờ giả giọng Bắc để tăng độ thu hút. Bị đánh giá ngoại hình như bồi bàn, Đàm Vĩnh Hưng đã được Vũ Hà lấy uy tín bản thân để xin cho mình cơ hội thử giọng. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng vụt sáng thành ngôi sao ăn khách hàng đầu tại Việt Nam. Thế nhưng Vũ Hà không hề chạnh lòng, vì Hà làm 10 thì hướng 10, Hưng nói là 100 thì phải nhận 100. Vũ Hà hài hước tâm sự, nếu Đàm Vĩnh Hưng không thành công thì phải tốn công dắt đi xin hát, giờ thành ông Hoàng Nhạc Việt thì mình lại được nhờ vả. Vũ Hà tiết lộ, ngày xưa Đàm Vĩnh Hưng còn nghèo thì tặng cốc ổi, giờ khá hơn thì tặng túi hiệu. Trấn Thành cũng khoe hay được Mr. Đàm tặng giày hiệu mỗi khi giúp đỡ đàn anh. Nói về tình bạn với Vũ Hà, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng, chúng tôi đã đi với nhau 20 năm nên quá hiểu và sẵn sàng đối chất nếu có bất đồng. Sẽ không thể có chuyện chúng tôi quay lưng với nhau. Đàm Vĩnh Hưng rớt nước mắt khi nhớ đến sự châm bẩm hy sinh của mẹ. Ngoài chuyện cờ bạc nợ nần tiền tỷ khiến con trai phải gánh, mẹ của Đàm Vĩnh Hưng là người phụ nữ hiền hậu, hết mực yêu thương anh.
Đàm Vĩnh Hưng là khách mời trong tập 3 chương trình Sao Ánh Hào Quang. Anh kể về cuộc sống xa hoa như trên ngai vàng, nhưng cũng lắm cay đắng của mình. Nhìn lại hơn 40 năm cuộc đời đã qua, Mr. Đàm tâm sự, mỗi ngày tôi đã trải qua như một tập phim vậy. Trong đó có nhiều tình tiết từ nghèo hèn, xấu hổ, sang giàu và cả những ê chề. Với sự gợi mở khéo léo của MC Chiến Thành, nam ca sĩ đã trải lòng về những góc khuất sâu kín trong đời anh. Ông Hoàng Nhạc Việt rơi nước mắt khi nhớ về tuổi thơ đầy sóng gió của mình. Bố anh là một nhà giáo dạy chữ cho trẻ nghèo, còn mẹ anh dở dang con đường phấn đấu trở thành bác sĩ vì chuyện tình cảm. Khi yêu bố Đàm Vĩnh Hưng, mẹ anh đã từ bỏ tất cả sự nghiệp, công danh để toàn tâm vun vén cho tổ ấm của mình. Bà là phụ nữ, nhưng phải giỏi bằng hai người đàn ông. Tôi thừa hưởng những gì ưu tú nhất từ cha và mẹ. Khi tôi lên 10 tuổi thì gia đình bắt đầu xuống dốc. Bố mẹ phải bán nhà để trả nợ. Sống trong cảnh túng thiếu nên họ thường xuyên cãi và rồi xa nhau dần, nam ca sĩ kể. Sau này, mẹ anh vướng cảnh cờ bạc nợ nần tiền tỷ, Mr. Đàm nhiều lần giận, gửi mẹ đi sống ở nơi khác. Nhưng cuối cùng lại phải đón về vì anh không thể bỏ mặc mẹ với chứng động kinh, huyết áp cao. Đến giờ số nợ khổng lồ của mẹ vẫn còn, dù anh đã trả được hơn 20 tỷ đồng. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng chính việc mẹ nợ nần đã mang dông bão đến với gia đình, khiến anh nhiều năm liền sống trong dằn vặt, phải hy sinh cả hạnh phúc cá nhân để lo làm việc, trả nợ cho mẹ. Tuy vậy, khi nhớ đến những lúc đứng sinh thành chăm bẵm cho mình, từ những ngày thơ bé, anh lại mềm lòng không nợ trách mẹ nữa. Mẹ lo cho tôi từng miếng ăn đến giấc ngủ. Nhà cửa lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ. Bà còn gánh vác cả những công việc lẽ ra phải thuộc về đàn ông. Ngày bé, chưa bao giờ mẹ để tôi phải túng thiếu, thua kém bạn bè. Chính sự tự tin mạnh mẽ đã đẩy bà vào thú tiêu khiển tai hại. Tôi nhớ mãi một lần vào năm cấp 3, tôi ao ước có một bộ đồ trắng để đi hát. Mẹ đã hy sinh, chất chiêu những đồng tiền kiếm được từ việc bán bún bò để mua cho tôi sắp vải trắng. Đó là một trong những lý do khiến tôi sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì mẹ, nam ca sĩ trải lòng. Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Vũ Hà, người bạn thân thiết với Mr. Đàm hơn 20 năm qua. Ông Hoàng Nhạc Việt cho rằng, giới showbiz còn nhiều bí mật nhưng ít người dám nói ra, nhưng vì anh còn sợ hãi, e ngại cái nhìn của công chúng. Tuy cuộc đời không phải toàn hoa hồng, nhưng Mr. Đàm vẫn thấy mình may mắn, được khán giả yêu thương ủng hộ, chia sẻ khi gặp sóng gió khó khăn. Tập 3 Sao Ánh Hào Quang với chủ đề Đàm Vĩnh Hưng, Nước Mắt Ngai Vàng phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai, ngày 16 tháng 10 trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Sơn Tùng MTB chỉ nói một câu cũng đủ khiến Trấn Thành chết mê. Chỉ một câu nói của Sơn Tùng MTB mà hàng loạt sao đồng cảm chia sẻ bước đầu đến với showbiz. Trong buổi fan meeting mừng sinh nhật lần thứ 23 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, Sơn Tùng MTB đã có khoảnh khắc đầy xúc động khi chia sẻ về hành trình chinh phục ước mơ. Ngoài tiết lộ từng đối đầu với gia đình để theo đuổi con đường âm nhạc, Sơn Tùng MTB còn khuyên nhủ các Sky hãy luôn nỗ lực hết mình với niềm đam mê kèm tuyên ngôn thú vị. Hãy đi 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 đi, Tùng tin rằng đi rồi sẽ đến, phải đi thì mới đến được. Chỉ là một chia sẻ chân thành dành cho fan của mình, nhưng tuyên ngôn đi rồi sẽ đến của Sơn Tùng MTB lại nhanh chóng trở thành câu nói gây sốc và nhận được sự quan tâm tranh cãi nhiều nhất của giới nghệ sĩ. Trên fanpage cá nhân với hơn 11 triệu người hâm mộ, MC Trấn Thành vừa đăng dòng trạng thái bày tỏ sự thích thú với thông điệp đi rồi sẽ đến của Sơn Tùng MTB. Xin, biệt danh của Trấn Thành thích thông điệp đi rồi sẽ đến. Cái khó không phải nằm ở chỗ đến đâu, có lạc đường, có sai lầm và vấp ngã không, mà chính là ở giây phút nhấc chân lên bước đi, bởi vì hàng tỷ lý do và nỗi lo hiện trong đầu. Lỡ đi mà thất bại, lỡ bồng bột ước mơ này chỉ là tạm thời. Cứ thế, buộc chặt chân bằng nỗi sợ viễn vông do chính mình tự tạo. Tự hỏi, tại sao ta không nghĩ ra ta còn trẻ, sai thì làm lại, không thành công thì cũng thành nhân. Bao nhiêu bài học trên đường sẽ dạy ta trưởng thành, ai muốn đến thì hãy dũng cảm bước đi, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, cố lên hãy như xin. Đây không phải là lần đầu tiên ông xã Harry Won công khai thích Sơn Tùng MTB trên trang cá nhân hot nhất nhì showbiz hiện tại. Trấn Thành từng để kiểu tóc màu vàng y chang đàn em và còn thừa nhận bị Sơn Tùng MTB nhập hay hát vọng cổ bằng cách ghép các ca khúc gắn liền với tên tuổi giọng ca gốc Thái Bình như
Cơn mưa ngang qua, nắng ấm xa dần, chúng ta không thuộc về nhau, không phải dạng vừa đâu, lạc trôi, chắc ai đó sẽ về trên sóng truyền hình khiến khán giả thích thú. Bên cạnh đó, hàng loạt sau Việt cũng đã có những chia sẻ thể hiện sự đồng cảm từ câu nói của Sơn Tùng MTV. Chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh Tin Tức Sao Việt. Và ngay sau đây là tin tức. Chân dung 6 người đẹp từng trao trọn trái tim cho Quý Bình. Trước Minh Hằng, Quý Bình có một chuyện tình dài với Lê Phương, một cuộc gặp gỡ định mệnh với Tú Vi và một cuộc hôn nhân nhiều trắc trở với Vũ Thu Phương trên màn ảnh. Minh Hằng bao giờ có yêu nhau? Minh Hằng và Quý Bình có một mối tình lãng mạn nhưng cũng đầy bi kịch trong Bao Giờ Có Yêu Nhau. Tác phẩm của đạo diễn Dustin Nguyễn được đánh giá cao nhờ sự đồng điệu về ngoại hình lẫn diễn xuất của cặp đôi này. Không ngượng nghịu, không sánh sẩm, tình yêu của hai nhân vật chính Huy và Linh chân thật đến mức khán giả xem phim mong mỏi hai diễn viên chính giữ tình yêu đó ra ngoài đời thực. Tinh tế nội tâm giàu cảm xúc là những mỹ từ Minh Hằng dành tặng cho Quý Bình. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự yêu quý cho cô bạn diễn đã mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc. Có thể thấy, Minh Hằng và Quý Bình không ngần ngại diễn lại cảnh ôm hôn trong những buổi họp báo, fan meeting. Mặc dù vậy, trả lời những nghi vấn phim giả tình thực, cả hai luôn khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Lê Phương bìm bịp kiêu chiều, song dài. Quý Bình Lê Phương là cặp đôi khá đặc biệt của màn ảnh Việt. Cả hai đã có khoảng thời gian 8 năm yêu đương thời sinh viên. Sau khi chia tay, Lê Phương lên xe hoa với Quách Ngọc Ngoan và có một cậu con trai. Sau đó, cô vẫn đóng phim chung với Quý Bình trong Bìm Bịp Kiêu Chiều. Hôn nhân đổ vỡ, Lê Phương nối lại tình xưa với Quý Bình, đồng thời cùng nhau tái hợp trên màn ảnh trong Sông Phố Nhà Ghe. Đây cũng là một bộ phim truyền hình kể về đời sống của người dân sông nước miền Tây. Trong phim, hai diễn viên trở thành cặp tình nhân gặp nhiều sóng gió. Những bức ảnh hậu trường cho thấy Quý Bình chăm sóc người yêu vô cùng chu đáo. Quý Bình luôn khen ngợi Lê Phương là một người phụ nữ chân chất mộc mạc. Tuy nhiên, một thời gian sau, cả hai tiếp tục tuyên bố không còn mối quan hệ yêu đương, chỉ còn xem nhau là đồng nghiệp và bạn tri kỷ. Vân Trang, dù gió có thổi sông dài. Quý Bình đóng cặp với Vân Trang lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình Dù Gió Có Thổi năm 2009. Mặc dù thời điểm đó, Vân Trang đã có người yêu, bạn trai thường xuyên đưa đón cô đến trường quay. Có những khi trúng lúc Quý Bình và Vân Trang đang diễn những cảnh tình cảm, nhưng cả diễn viên vẫn khiến đoàn phim bất ngờ vì vẫn diễn ngon ơn. Cả hai chia sẻ, chính cảm mến dành cho nhau đã giúp họ vào vai hoài biệt và hương giang tự nhiên hơn. Từ cái duyên đầu tiên, cặp đôi ăn ý tiếp tục hợp tác trong phim truyền hình Sông Dài, một bộ phim mộc mạc và chân quê lấy bối cảnh miền Tây sông nước. Nếu trong Dù Gió Có Thổi, Quý Bình và Vân Trang khiến người xem phải bật cười vì sự tương tự, thì trong lần tái hợp này, cặp diễn viên lại khiến khán giả cảm động và không ít lần rơi nước mắt cho số phận đầy bi kịch, éo le của hai nhân vật chính. Tú Vi, mưa đầu mùa. Quý Bình và Tú Vi là một sự kết hợp khá tươi mới của màn ảnh Việt. Trong Mưa Đầu Mùa, cả hai đã hóa thân thành những người trẻ trong cuộc sống hiện đại, cũng đã trải qua những thử thách cám dỗ để đạt được ước mơ của bản thân. Tú Vi vào vai Gia Linh, một cô gái miệt vườn xinh đẹp cá tính, lên Sài Gòn lập nghiệp. Vì nhẹ dạ cả tin, Gia Linh bị tay bầu show Hoàng Khanh lừa vào và bị hắn bỏ rơi khi biết tin cô mang bầu. Gia Linh gặp Thế Quân do Quý Bình thủ vai, một chàng trai đào hoa. Anh đã cưu mang và là cứu cánh của cuộc đời cô gái trẻ. Mặc dù hợp tác lần đầu tiên, sự chắc chắn trong diễn xuất của Quý Bình và cái duyên của Tú Vi đã tạo nên một cặp đôi thú vị. Vũ Thu Phương, chuyện tình công ty quảng cáo. Người đẹp Vũ Thu Phương cũng nằm trong danh sách người tình màn ảnh của Quý Bình. Cả hai cũng có một tình yêu trong sáng, nhưng gặp phải không ít khó khăn thử thách để đến được hôn nhân trong phim truyền hình Chuyện Tình Công Ty Quảng Cáo. Một bộ phim rất đời thường, không hề tô vẽ rời xa thực tế. Thời điểm đó, kinh nghiệm diễn xuất của cả hai còn khá ít ỏi. Trước khi vào cảnh quay, họ thường ngồi cùng nhau trao đổi về kịch bản. Chính sự ăn ý là yếu tố giúp Vũ Thu Phương và Quý Bình hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành trọn vẹn vai diễn. On Kiều, Bước Qua Bóng Tối. Bước Qua Bóng Tối là một thử thách mới lạ trong sự nghiệp diễn xuất của Quý Bình. Anh vào vai Nhân Lì, một gã giang hồ, chuyên đâm thuê chém mướn để kiếm tiền. Nhân Lì gặp gỡ và được Ngọc Hiền do On Kiều thủ vai, cô gái mù có tấm lòng thánh thiện cảm hóa. Sự đối lập trong số phận và ngoại hình không ngăn cản được tình yêu của họ một cách tự nhiên và trong sáng.
cảm động, đầy tính nhân văn chính là những gì Quý Bình và Oanh Kiều hợp sức truyền tải đến cho người xem. Đều là những vai diễn đòi hỏi diễn xuất nội tâm sâu sắc. Nếu không có sự đồng cảm, chắc chắn cả hai đã không thể hoàn thành trọn vẹn vai diễn này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.